Để tam thế chiến khởi cầu bác anh em trùng đạo. Thì quý vị được biết rồi là Trung Đông, thấy không? Giữa coi như là Nga với Ukraine giờ là bây giờ tất cả các nước Trung Đông bây giờ nó giấy loạn rồi. Nhưng mà Biển Đông chưa tới. Mà câu này Đức Thầy nó lao sao bể Bắc tất nhiên là Biển Đông. Non Tần tất nhiên là cái non biên ở trên là nước biên. Vậy thì bây giờ trong khi đó Đức Thầy tiên tri cho chúng ta biết chừng nào để tam thế chiến giấy khởi là trong cái đó Biển Đông giấy loạn. Và mương nó khởi. Cô bác anh em trong đạo, đây là qua câu giảng Đức Thầy nói nghe. Cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ coi như là Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy mới nói Tần ban hậu hận tiên diêu động. Nam quốc lương dân kiến linh xa. Tần ban là nước miên. Hậu hận tất nhiên là tiền cừu hậu hận. Tiền cừu tất nhiên là trong lúc đó là những cái đất mà chúng ta coi như là đang ở đây đó, coi như là từ Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang vô Sài Gòn gọi là Sài Côn đó. Còn Vũng Tàu gọi là Ba Thác đó. Còn cái mà trên vùng bảy núi mình gọi là đất Tầm Thông Long đó hen, là toàn là coi như là đất miên không. Thấy không? Cho nên chắc là đau mà cần dân Đông Bà Hơi này kêu đồ đó hen, là những danh từ đó thuộc về là miên không. Thấy không? Mô Di Đà Phật. Quay xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên em cháu cũng xin gửi đến toàn thể các vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và cũng xin hỏi hai câu lời và ngọc của Đức Thầy có viết như thế này, xin hỏi huynh viết hai câu dễ dàng được với đề tài là thuyền chúng nó thẳng bờm chảy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hò khoang. Nhờ huynh giải đáp là thuyền chúng nó là ai mà như thế nào là để gọi là lọt ngoài khơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày với sự ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và tiếp theo có tiêu đề thứ ba mà được đồng đạo nêu lên trong hai câu giảng của Đức Thầy. Và trong hai câu giảng đó là thuyền chúng nó thẳng bờm chảy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hò khoang. Tu mà ham cho được giàu sang với quyền tước là tu cho thế. Thưa chư quý vị, hai câu giảng mà được đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong quyển tư, tức là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ. Mà quyển Giác Mê Tâm Kệ này nó là Đức Thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1939. Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình và có tất cả là 846 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Rồi bây giờ đồng đạo mới đặt lên câu hỏi, vậy chiếc thuyền chúng nó là cái chiếc thuyền chúng nó đó là ai mà thẳng bờm chảy lướt rồi lọt ngoài khơi mới hết hò khoang? Tới chừng nào mới lọt ngoài khơi mà mới hết hò khoang? Giờ tới chừng lọt ngoài khơi rồi là hết bắt cái hò khoang, hết còn lên mặt rồi. Câu bác anh em chừng đạo, vậy thì bây giờ quý vị được biết là hai câu giảng này được đồng đạo nêu lên là trong đó có danh từ chúng nó, phải không? Cho nên bây giờ cái chữ đầu tiên chúng nó đó thì bây giờ quý vị được biết đó là ai rồi. Cô bác anh em trong đạo, thôi giờ chúng quý vị mình coi như là nghe kỹ lại đi. Bây giờ Đức Thầy mới nói là sao quỷ dương đi đứng nửa lừng, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường. Nó biết tên mình, tin cùng không thì cũng mặc tình, chứ ta lắm công trình giải dỗ. Rồi Đức Thầy mới nhắc lại hồi xưa Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đó, hầu thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẻ hoàng mà cũng không rúng động đặng ngài, nên cố quán phá đời mãi mãi là tới thời kỳ này đây phá, phải không? Nên trong khi nó đúng cái thời kỳ nó xưa ác đạo ma dương đã thệ phá Phật kỳ mà thế cho tan, lời thệ kia nay đã đến màn đâu chúng cũng tràn lan thay đổi, ngăn ngại kẻ đạo màu gõ lối, cản trở người tâm tối chưa thông. Những người nào mà tâm tối không thông, cản trở nó không cho tu, cái dạng này là chúng nó nè. Nên bây giờ đọc lại một đoạn trước là đồng đạo sẽ thấy được Đức Thầy cho chúng ta biết đạo quỷ dương nó đó. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu ráng nghe kỹ lời ta mất trước. Mới tới hai câu này phải không? Mới thiền chúng nó thẳng bờm chảy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hò quang đó. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nhắc lại đó là cái đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh.
nó chi nhánh cái đạo Quyến Dương Đức Nhiên là nó chi nhánh, là không phải đem cái đạo từ ở đâu xuống đây, mà nó chi nhánh từ trong cái gốc của đạo Phật giáo Hòa Hảo á. Nó mọc nhánh ra nên gọi là chi nhánh, phải không? Nhưng mà quý vị mình được biết đó hen, cây cây nào mà nó bò thẳng đọt luôn hen, là cây đó nó phượt đọt là tốt, người ta ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhưng mà cái cây trong khi nó bắt đầu đó một nhánh ra đó hen, quý vị mình biết đó hen, người ta kêu bằng nhánh gì? Nhánh ác, nhánh ác. Cho nên đạo Phật giáo Hòa Hảo mà ai một nhánh ra đó hen, coi chừng nhánh ác không đó, nhánh ác không đó. Không, quý vị mình thận trọng kỹ lưỡng cái chỗ này. Nên Đức Thầy mới nói câu này là đạo Quý Dương là rất nhiều chi nhánh, là nó mọc nhánh ra. Một nhánh ra nó tu là Phật giáo Hòa Hảo không hả? Mà những tay to mặt bự không hả? Nó mọc ra trong khi đó nó tu Phật giáo Hòa Hảo mà không làm đúng theo con đường của Phật giáo Hòa Hảo theo tổ thầy chỉ dạy, mà nó lái cái con thuyền đi chỗ khác. Cô bác anh em trong đạo, đó là đạo Quý Dương rất nhiều chi nhánh. Nên Đức Thầy mới kêu chúng ta Huyên Dương Trần sớm tránh mới màu, tránh ngang còn không tránh là nguy hiểm đó cô bác anh em trường đạo, chứ không phải là đơn giản đâu hả. Huyên Dương Trần sớm tránh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu. Gắn nghe kỹ đời ta mất trước, để ngày kia đến việc thảm sầu đó là sao? Ai ham linh theo nó tập tành, xa cảm bẫy khó mong sống sót, đúng không? Xa cảm bẫy rồi khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngót mà làm cho dân chúng say mê, nẻo chánh tà biện lẫn nhiều bề, cho bá tánh tìm nơi cội gốc. Lựa châu phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn gia nghe. Bây giờ thợ khéo sơn gia nhiều lắm nghe quý vị. Thợ khéo sơn gia là bao nhiêu cái lỗi cây cầm thôi, cây chầm vàng thôi, mà nó sơn qua một nước coi như là BU rồi, nó gõ. Không, gõ thiệt không hà mình làm. Cho nên bề ngoài nó câu tốt vậy đó, mà bên trong nó toàn là ba cái cây thứ dở không nó mới sơn. Còn cây thiệt nó đâu có sơn chi. Đồng đạo của chúng ta, cái người tu thiệt rồi đó hen, là bình dân lắm, không có làm màu mè. Còn đồng đạo mà không thiệt rồi nó làm màu mè dữ lắm luôn cô bác anh em trong đạo. Nên thận trọng cái chỗ này nghe chị Tư và tất cả đồng đạo đó. Vì vậy cho nên đó là qua câu này đạo mà đồng đạo mới nêu lên thuyền chúng nó thẳng bờm chạy nước. Vậy là chúng nó đó là ai? Rồi đồng đạo trong khi đó mới đưa lên câu hỏi này, chúng nó là ai vậy hả? Thôi giờ nói mau để Đức Thầy nấu chỗ này, Đức Thầy giải chỗ khác. Chúng nó là vì đời nay chúng nó đó đó, vì đời nay chúng nó dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa nó đó, nghe không? Cái người mà dụng chữ nhân chữ nghĩa là cái người đồng đạo của chúng ta lo cho đạo không hả? Còn nó hở ra cái tiền tới chừng mà ngủ mà ngáy cũng nghe tiền. Vợ nào cũng tiền hết trơn, đâu có tiền nó mới làm được, mới làm việc khác nó không đó. Cho nên á là trong đó thiền chúng nó mới thẳng bờm chạy lướt, là nó có cái quyền lực, nghe không? Và nó có đủ điều kiện bất giờ, trong khi đó là nó thẳng bờm rồi, tất nhiên là no gió rồi, có điều kiện rồi, bây giờ nó chạy lướt. Nhưng mà nó chạy trong thời gian hà mà lọt ngoài khơi mới hết hò phan, tới chừng lọt ngoài khơi rồi, trong khi đó là bây giờ là bão tố chập trùng, tới chừng đó không có ai cứu mình được nghe đồng đạo, nghe không? Rồi bây giờ Đức Thầy mới chỉ thẳng luôn, sẵn đó Đức Thầy mới giải thích luôn nó đó đó, nó là ai? Vì đời nay chúng nó dụng tiền là nó, rồi Đức Thầy mới nói tu nó đó. Nên nó kỹ gà lưỡi kỹ đi, tu mà ham cho được giàu sang với quyền tước là tu do thế nó không đó, nó không đó. Thì chúng nó thẳng bường cho nước, là hỏi quý vị mình ai tu mà mong giàu không? Mình muốn giàu là giàu cõi cực lạc, cõi trần của cải ti hao, nhưng mà cực lạc càng giàu phước thêm phải không? Nhưng mà tu muốn làm giàu, muốn gom về mình không? Còn người tu thiệt là tiệt thu, không gom vô lấy gì giàu? Còn mình tu không thiệt, bắt đầu cứ gom vô không hả, đang cho nó giàu mà tu mà còn ham chưa được giàu sang. Còn với quyền tước mà tu vô thế, tất nhiên là tu mà còn ham quyền tước, còn ham chức vụ, chức này chức kia đó hen, là ông này không có tu thiệt rồi. Thái tử Siddhartha làm vua hồi xưa mà còn phải bỏ cung vàng điện ngọc quách thành thái tử, phải không? Không ham làm, như vậy mới thành Phật được cô bác anh em dùng đạo. Còn mình bây giờ mà còn ham vậy làm sao mà thành Phật thành tiên vậy, phải không? Vậy thì bây giờ qua hai câu này là hết sức là chí lý cô bác anh em chứ đồng đạo, là cái đạo Quỷ Dương rất nhiều chi nhánh, nó chi nhánh ra bắt đầu nó ban cho chức này, ban cho chức kia, bắt đầu mình ham, mà tới chừng mình ham nó là lọt bẫy rồi, mà lọt bẫy tới chiên xa cạm bẫy rồi, mà xa cạm bẫy khó mong sống sót được cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới nhắc nhở cho chúng ta ra đi dặn lại ít lời,
cho trong bổn đạo. Vậy thời đã nghe, dầu ai tài phép bài khoe, ham linh ham nghiệm là sợ em ăn nghèo. Cho nên bây giờ Đức Thầy mới dặn kỹ, dặn kỹ cho chúng ta coi như là phải, coi như là làm đúng theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Mà Đức Thầy dặn kỹ đó là bây giờ kẻ sở người tề, hiền lương đến hậu là cũng tề với nhau. Tất nhiên chúng ta ráng cố gắng làm hiền lương đi. Vậy thì bây giờ bất luận người nào không dùng của thế, sắc màu cũng không, nấu cho bổn đạo, rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng vinh giang, phải không? Đó là chân chánh. Vậy thì muốn tri ai chánh ai tà, xét xem đạo đức với là hành vi, nói làm hai lẽ nếu y, đó là chân chánh có gì là đâu. Lại thêm phú quý không cầu, quay quyền không bợ, công hầu không binh, lại không ai khen chẳng tỏ vẻ mừng, dầu ai có giận chưa từng giận ai, cũng không khoe sắc khoe tài. Những người như vậy đó mới gọi là chánh chơn. Vậy thì bây giờ ở đây là vạch mặt được rõ ràng, coi như là thuyền chúng mó nó là ai đâu, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là tu theo giáo lý Đức Thầy, thì Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta nó là không làm thì ác mang eo, còn làm xong vượt khởi qua đèo trong gai dứt đề tài. Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo thì trên tay con có một cái đề tài, con xin đọc lên của một vị vấn chủ đã gửi đến để cho chú Tư giải đáp trong cái ngày kỷ niệm hôm nay. Thì bốn câu này chắc con nghĩ là hai vế. Thì hai câu đầu tiên á, là vấn chủ cho biết là lao sao bể bắt non tầng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua. Và hai câu tiếp theo là mai sao nhiều cuộc đắc cài, đua nhau mà chạy lầu đài xa. Thì đây là bốn câu, nó sẽ là hai nội dung. Thì kính mời chú Tư sẽ nương theo đây để trình bày cho tất cả đồng đạo chúng ta nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn cả Pháp Tà Giang Dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và cái tiếp theo, cái tiêu đề thứ tư mà được đồng đạo nêu lên trong giáo lý Đức Thầy mà viết trong đây đó, thì nguyên một cái đoạn văn, nhưng mà trong khi đó là nó có hai mệnh mà cũng nằm trong quyển ba hết. Thưa cô bác anh em trường đạo, chứ nó không phải liên tục nha. Bốn câu này nó không có phải dính liền với nhau, không có liên tục, nhưng mà nó cũng nằm trong quyển ba. Mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, cũng nằm trong quyển ba. Thì đầu bây giờ đến cái chỗ câu là lao sao bể bắt non tầng, quân khuyên tham báo xa gần cũng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi, cũng nằm trong quyển ba. Cũng trong quyển ba nhưng mà hai đoạn chứ không phải dính liền. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong hai câu đầu ha. Trong hai câu đầu đó là lao sao bể bắt non tầng, quân khuyên tham báo xa gần cũng qua. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, thì cái quyển ba đó hồi nãy chúng tôi có xuất xứ, nhưng mà xin lặp lại đó, thì quyển ba Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình có 612 câu, mà đồng đạo đây trích ra 4 câu cũng nằm trong quyển ba, thấy không? Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy mới nói trước câu đó, đó là niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính là tò chương cũng gần, mới lao sao bể bắt non tầng, quân khuyên tham báo xa gần cũng qua. Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ qua hai câu này đó, thì Đức Thầy cho biết là cái kỳ mà để tam thế chiến sinh tật, thưa bác, thưa chưa quý vị. Vậy thì bây giờ nấu cho mau đi, lao sao bể bắt, tất nhiên là biển bắc, mà biển bắc đó tất nhiên là chỉ cho biển đông, thấy không? Mà Đức Thầy cho biết là nói với coi như là hai cái ông khách mà tải ở trên Sài Gòn đường Lê Phao đó, nhưng mà ông giáo khương ông bước ra mà ông dâng nước đó, cho như Đức Thầy cùng với hai ông khách. Hai ông khách mới hỏi vậy chứ bây giờ ông Tư đó nói đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, tôi thấy xảy ra coi như là trong khi đó là rất là chính xác. Nhưng bây giờ tôi hỏi ông Tư, vậy chứ bây giờ đệ tam thế chiến có không, mà chừng nào mới có? Đức Thầy mới ôn tồn trả lời hai ông khách mà ông giáo khương á, ông đứng đó mà ông nghe, rồi ông kể lại. Cô bác anh em chị đồng đạo, Đức Thầy mới nói cho biết đệ tam thế chiến nhất định sẽ có, nhưng mà còn tùy thuộc vào cái tâm địa của chúng sanh. Nếu như chúng sanh được thiền từ, được thiền hòa, được tu niệm thì nó sẽ kéo giãn thời gian dài ra. Còn nếu như chúng sanh mà tàn ác, hung ác, mà trong khi đó càng ngày càng coi như là, mà coi như là nghịch thiên bổ địa, thì nó càng gần hơn nữa. Cô bác anh em dân đạo, dầu trong khi đó Đức Thầy mới nói tiếp á,
là tôi nói cho ông biết là đệ tam thế chiến nhất định là phải có thôi. Rồi trong khi đó hai ông khách hỏi vậy chứ chừng nào mới có. Đức thầy mới trả lời, Đức thầy nói chừng nào mà Trung Đông giấy loạn, khởi Trung Đông, rồi trong khi mà Trung Đông lắng dịu nó sẽ chuyển qua Biển Đông, mà tới chừng Biển Đông dậy sóng rồi đó là đệ tam thế chiến khởi tòa bác anh em trường đạo. Thì quý vị được biết rồi là Trung Đông hay không, giữa coi như là Nga với Ukraine giờ là bây giờ tất cả các nước Trung Đông bây giờ nó giấy loạn rồi, nhưng mà Biển Đông chưa tới. Mà câu này Đức thầy nó lao sao bể Bắc tất nhiên là Biển Đông, non tầng tất nhiên là cái non biên ở trên là nước biên. Vậy thì bây giờ trong khi đó Đức thầy tiên tri cho chúng ta biết chừng nào đệ tam thế chiến giấy khởi là trong cái đó Biển Đông giấy loạn và mương nó khởi. Cô bác anh em trong đạo, đây là qua câu giảng Đức thầy nói nghe. Cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ coi như là Đức thầy có nói không? Có. Đức thầy mới nói tần ban hậu hận tiên diêu động, Nam quốc lương dân kiến linh xa. Tần ban là nước miên, hậu hận tất nhiên là tiền cừu hậu hận. Tiền cừu tất nhiên là trong lúc đó là những cái đất mà chúng ta coi như là đang ở đây đó, coi như là từ Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang vô Sài Gòn gọi là Sài Côn đó, còn Vũng Tàu gọi là Ba Thác đó, còn cái mà trên vùng bảy núi mình gọi là đất Tầm Phong Long đó, hen là toàn là coi như là đất miên không. Cho nên chắc cả đau mà cần dân Đông Bà Hơi thì kêu đồ đó hen là những danh từ đó thuộc về là miên không. Không, tiền cừu hậu hận tất nhiên sau này tất nhiên là tần ban hậu hận tiên diêu động, mới Nam quốc lương dân kiến linh xa, phồn qua đô hậu lưu dân quyết dư đảng dọc ngang cấp ma ha. Không, thưa cô bác anh em trường đạo, vậy thì bây giờ Đức thầy mới nói qua câu này, lao sao bể bắt non tần, quân khuyên tham báo xa gần cũng qua, rồi mới tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Nè, bây giờ đến cái lúc đó là thay phơi rồi đó. Là trong lúc đó Đức thầy đã nhắc cho chúng ta biết trước rồi, chứ đâu phải không có đâu. Đức thầy mới nói lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắc phàm gặp gồng mây hãy ráng nghe lời, ta mất trước không dình đạo đức phải phơi thầy, hay là gớm ghê cho chúng phơi thầy muôn ngàn, ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cây sầu, đúng không? Vậy thì bây giờ qua hai câu vậy đi nghe, rồi đến hai cái câu sau đó đồng đạo mới hỏi vậy chứ. Hai câu sau, mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Vậy thì bây giờ trong lúc đó Đức thầy mà coi như là ở tại tổ đình, thì lúc đầu năm Canh Thịnh năm 1940 đó là có ông thầy Ba Thịnh, ông lại hỏi Đức thầy, nói dạ thưa thầy, Đức thầy nói lao mai sau nhiều cuộc đất cài, mà đất cài đó là gì thầy? Cái Đức thầy mới hỏi ngược trở lại, ông có học nho không vậy hả? Ông thầy Ba Thịnh mới dạ thưa thầy, nho thì con biết. Vậy thì ông biết bây giờ coi như là đất cài mà cái chữ đất á, là cái chữ nho là cái chữ gì? Ông nói cái chữ đất, cái chữ nho là cái chữ địa, là cái chữ thổ. Đức thầy nói đúng rồi đó, thổ đó, thổ đó. Cho nên bây giờ đất đó là thổ, mà cài là sốc lên, dậy lên đúng phải không ông? Vậy thì bây giờ đất cài là thổ dậy đó, cho ông biết. Đất cài là thổ dậy đó. Thì mai sau nhiều cuộc đất cài là có một cuộc rồi phải không? Một cuộc hồi nào? Năm 1979 đúng không? Năm 1979 là từ cái ngày 26 đến cái ngày 30 thôi. Là tại chỗ của Ba Chúc, quý vị mình có đi tham quan không? Có đi tham quan không? Tại chỗ Ba Chúc 3.117 cái thi hài ở tại Ba Chúc, mà có như là có từ ngày 26 đến cái ngày 30 thôi, trong khi đó có 4 ngày mà trong khi đó thổ dậy ha, trong đó coi như là mấy ngàn thi hài bây giờ còn ở tại Ba Chúc, cô bác anh em trường đạo phải không? Và có nói chủ trương đó là tam sạch, là đốt sạch, là giết sạch, là phá sạch tiêu ha. Thưa cô bác anh em trường đạo, vậy thì bây giờ mai sau nhiều cuộc đất cài, tất nhiên là có một cuộc rồi, mà đua nhau mà chạy đó lầu đài cũng xa. Quý vị mình được biết nguyên cái xứ coi như là Ba Chúc thôi ha, thị trấn Ba Chúc bỏ chạy hết, cô bác anh em trường đạo, nhà cửa gì coi như là cũng phải bỏ chạy, nó đốt sạch hết mà không bỏ chạy sao được phải không? Chạy hết trơn
nói tất nhiên là đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Vậy thì bây giờ mai sau nhiều cuộc đức thầy, bây giờ đức cài là đức thầy có nói rồng là thổ dậy, mà khi thổ dậy thì bây giờ chúng ta phải bỏ hết. Vậy thì bây giờ đến chừng sau bỏ đó đức thầy mới nói nè, đức thầy nói thương nhà tiếc của biết hầu nào ngôi, thấy không? Còn ông ba ông nói là ôm cây cột tuột đứng tuột ngồi, tốt ơi là tốt, nhớ lời thật ghi. Lúc đó bắt đầu mình thương nhà tiếc của, thấy không? Kiên cố của tiền thiên đạo lý mà cấp hồi ái chức cho kinh thông, cho nên chúng ta thương tiếc của nhà. Cho nên bây giờ quý vị mình thấy coi như là Trung Đông bển bây giờ coi như là nó chạy ha, là coi như là bỏ của lấy người, tất nhiên là đua nhau mà chạy mà, thì lâu đài cũng xa, tất nhiên là bây giờ phải bỏ hết chứ đâu còn. Thưa cô bác anh em dùng đạo, vậy thì mai sau nhiều cuộc đất cài mà đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa, mới lập rồi cái hậu long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương ba tánh chín chiều lục đạo. Vậy thì bây giờ coi như là sau này cái cuộc chiến tranh thế giới, cô bác anh em dùng đạo, rất nguy hiểm lắm, chúng ta coi như là ráng tu để mà sau này đức thầy mới độ trì cho chúng ta được, phải không? Cho nên đức thầy nói là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà kẻ gian ác đến sau tiêu diệt thôi. Thì qua bốn câu này chúng tôi trình bày đến đây xin tạm dừng và xin trả lại với chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bằng thêm thì bằng, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo kính mời huynh Tý sẽ đến diễn đàn để dạ thôi không mấy giờ mình đề tài đi ha. Dạ mời huynh Tý đến diễn đàn hỏi thêm một đệ đi, rồi sau đó mình sẽ cơm tết. Dạ rồi bạn gì bạn nên chào vỗ tay. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân cái buổi hiệp mặt chỗ nhà của hôm nay có nhân viên gặp gỡ được chú Tư, thì cái nhân viên hội ngộ này đức thầy mà đức thầy có chỗ là đức thầy cho biết đó là sợ e nhiễm trượt đọ xa, sợ cho lắm kẻ trang hòa lị tu, rồi sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí, quên những câu chánh kỹ quá nhơn, mãn lo tìm kiếm thước quần thất kỳ, vọng tưởng đến chân đường vành. Thì ở đây nếu như có đủ thời gian thì chú Tư cũng lượt giải qua cho em cháu được hiểu thêm. Vì cái đoạn này nó dính liền với nhau, mà nếu như mình tách ra thì sợ đôi khi nó không được hết cái ý nghĩa, thì mong quý vị cũng thông cảm. Giờ đây xin kính mời chú Tư. Quý vị mình cũng thông cảm và quan hỷ cho đây nghe. Thì ban tổ chức cho biết thì nó cũng đến gần giờ chính cúng rồi, nhưng mà lâu lâu mới có một kỳ, năm thở mười thì mới có một khi, 360 ngày vậy đó, thì đồng đạo là 8 giờ lên mới tổ chức được một lần. Và đồng đạo đến được đông đủ như vậy đây thì thôi giờ mình tiết kiệm trong thời gian, quý vị mình nán lại trong thời gian khoảng cỡ chừng 10 phút 15 phút nữa thôi, chúng ta đến giờ chính cúng. Thì tiếp theo đồng đạo Tý mới nêu lên trong đó 6 câu trong bài Thiên Lý Ca. Mà bài Thiên Lý Ca này đó là chúng tôi được biết đó là đức thầy viết vào đó tháng 7 năm 1939, đức thầy viết ở tại tổ đình và có tất cả là 312 câu, mà đồng đạo trích ra trong đây 4 câu cho chúng tôi bạn, thấy không? Đồng đạo mới nêu lên trong đó 4 câu đó là sợ e nhiễm trượt đỏ xa, sợ cho lắm kẻ trang hòa lị tuôn, sợ nhiều kẻ dạ buồn đảo chí, quên những câu chánh kỹ quá nhân, mãn lo tìm kiếm tước quần thất kỳ, vọng tưởng lánh chân đường lành. Vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua 4 câu giảng nêu lên để mà chúng ta lấy đó làm phương châm tấn ích trên con đường tu học của mình. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ vô câu đầu là sợ e. Đức thầy quý vị mình được biết là một vị cứu tinh cho nhân loại, không sợ pháp, không sợ nhật, không sợ một cái cường hào ác bá nào hết. Nhưng mà tại sao đức thầy lại nói trong đoạn này sợ, mà sợ trong đó có như là sợ cái như là có ba cái vấn đề này thôi, mà sợ ba vấn đề này còn có chỗ khác, còn sợ chỗ này nó nói không biết mít lòng quý vị không, còn sợ gì quý vị biết không? Ngán thai bổn đạo đàn bà, không sợ, sợ đàn bà nữa, ngán thai bổn đạo đàn bà. Mà chỗ này đức thầy nó sợ e nhiễm trượt đọa xa, là đức thầy sợ, sợ cho tất cả các chúng sanh nhiễm trượt mà đỏ xa,
Vậy là cái gì mà chuộc cô bác anh em trong đạo, thôi lỡ nấu nấu luôn đi, phải không? Thà nghèo thanh hơn giàu mà chuộc. Sợ cái chỗ này nè, nhiễm chuộc tất nhiên là chúng ta có tiền có của mà không lo bố thí, không lo giúp đời, mà cứ gom vô, mà cứ ôm của. Cho nên sợ e nhiễm chuộc đỏ xa, mà trong khi đó những người có tiền có của mà không chịu bố thí. Thà nghèo thanh hơn giàu mà chuộc. Giàu mà trong khi đó không chịu bố thí, mà lại coi như là của gương thế, góp tôm bảo thủ, gom vô không thấy của người thèm khô nước miếng. Không thấy của người thèm khô nước miếng, nhưng là trong khi nó thèm lem lẻm vậy cô bác anh em nhân đạo, là của dương thế gớt tôm bảo thủ, sợ dân phi trộm cướp nghìn mò. Thấy không? Cho nên bây giờ cái như là sợ e nhiễm chuột đội xa. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là sớm chiều phủ sạch lợi danh, tầm nơi chánh giác, cẩu thanh nặng về, là bảo chúng ta hãy tìm cái cõi thanh, chứ đừng coi như là tìm cái cõi chuột nữa. Vậy thì bây giờ cái chuột đó là dơ, cái chuột đó là không trong sạch, cháu có gì lạ chứ trời. Vậy thì bây giờ chúng ta nếu như mà nhiễm chuột, tất nhiên là những cái gì mà Đức Thầy nói trên thế gian này không trong sạch đó, dơ đó, thì thôi bây giờ chúng ta nên bỏ. Cô bác anh em dừng đạo. Rồi bây giờ qua câu thứ hai. Sợ e nhiễm chuột đỏ xa, sợ cho lắm kẻ trang hòa lý tuôn. Mà trang hòa lý tuôn đó là sao? Khóc, chọn có gì lạ trơn á. Mà cái gì con người chúng ta phải khóc? Đây tất nhiên là không tu. Đức Thầy bảo chúng ta cúng lại, ăn chay, niệm Phật, làm lành, bố thí, mà không chịu làm theo. Không chịu làm theo thì mà trang hòa là lý tuôn chứ có gì đâu, phải không? Nên Đức Thầy Thầy mới nói cho chúng ta biết để gặp Phật sao nữa? Ngồi mà than khóc. Ngồi mà than khóc gỡ làm sao mắt nhìn xem yêu quái bốn bề bởi ai. Đó là sợ cho lắm kẻ trang hoài lị tuôn. Là chúng ta gặp Thầy gặp Phật rồi, mà trong khi đó là không có tu, còn bây giờ chỉ không thống sao cho mình. Đây là sợ cho lắm kẻ trang hoài lị tuôn. Đó là bốn câu sau đó là sợ nhiều kẻ, sợ nhiều kẻ giả buồn đổi chí, tất nhiên không chung thủy với đạo. Mà trong thời gian chúng ta tu gặp hoàn cảnh buồn mà đổi chỉ hướng, mà cái nào làm cho chúng ta buồn? Tu trong thời gian thiếu nợ buồn, tu trong thời gian bị người ta giật hụi buồn, tu trong thời gian bị đau bệnh buồn, tu trong thời gian đi đám làm tình đi đám dỗ bị người ta nói xấu buồn, tu trong thời gian bị vợ bỏ buồn, mà không biết có chung nhanh không biết. Mà giờ còn ngồi đây tới đâu đổi chí đâu, phải không? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, vậy thì bây giờ những cái buồn đó là đổi chí, mà Đức Thầy mới bảo cho chúng ta sợ nhiều kẻ giả buồn đổi chí. Bây giờ buồn nhiều buồn đừng đổi chí. Bây giờ là nếu như chúng ta có buồn đó hen, thì mẹ đi con việc buồn đưa tới, lấy giảng kinh làm lấu dậy buồn, và trì tâm tưởng niệm Phật luôn, buồn sẽ khỏi khổ suông đường quay. Cho nên buồn buồn hơi niệm Phật đi ha. Thưa cô bác anh em dân đạo, vậy thì người tu chúng ta gặp phải hoàn cảnh buồn, đau bệnh, hoàn cảnh hoạn nạn, hoàn cảnh con quậy, hoàn cảnh giật hụi, dần dần những cái buồn đó bây giờ chúng ta cũng nên đừng có mà giận hờn, cũng đừng có buồn mà bỏ đạo. Cô bác anh em dân đạo, mà được như vậy là không bỏ đạo rồi. Bây giờ Đức Thầy bảo chúng ta làm sao? Đấu chí rồi. Bây giờ Đức Thầy bảo chúng ta phải nuôi chí, đúng không đồng đạo tí? Phải nuôi chí. Mà muốn nuôi chí đó là sao? Đức Thầy mới bảo khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, nghe không? Khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ ngày ý kiến Phật trời, là phải nuôi chí hướng của mình, phải nuôi chí hướng của mình hoài. Cô bác anh em đồng đạo, đó là chúng ta nuôi chí. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta đó là ai muốn gần bệ Ngọc Cát Lân thì sao nữa? Thì phải ráng lập thân nuôi chí, đúng không? Phải ráng lập thân nuôi chí. Vậy thì bây giờ chúng ta phải nuôi chí, mà nuôi chí hướng tất nhiên là khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí, đặng chờ ngài yết kiến Phật trời, là nuôi chí hướng.
mà đã nuôi chí hướng rồi đó hen, thì giàu sống giàu chết giàu mất giàu còn giàu mòn giàu tiêu nhiều nghèo khổ sở cách nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn nuôi chí hướng. Rồi bây giờ người ta nói xấu mình cách mấy đi chăng nữa, nó hơn nó thua nó cao nó thấp nó mặn nó lạc nó đắng nó cay nó xiên nó sợ nói cỡ nào nói, dù ai nó ngửa nó nghiêng phần ta vẫn giữ như kiền ba chừng, đúng không? Không bây giờ là sao lãng chị hơn. Đó là qua câu này tất nhiên là sợ nhiều kẻ dạ buồn đậu chị, cho nên biết bao nhiêu người rồi bây giờ người ta cũng đậu chí nhiều rồi, đúng không? Tu trong thời gian không thấy gì chân trội rồi gặp hoàn cảnh coi như là khó khổ vậy bắt đầu cái bỏ cuộc đậu chị. Cho nên bây giờ chúng ta phải giữ chí hướng của chúng ta là tu mãi tu hoài, coi như là tu siết hột mè, tu đè hột bắp, tu dập vô minh, tu sinh tịnh độ, tu trổ niết bàn, tu sang cực lạc thôi. Tu chừng nào bây giờ Phật không rửa tay vô đi, không chứ bây giờ không đổi chí hướng nữa. Đó là sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí, quên những câu chánh kỹ quá nhân. Tất nhiên là đức thầy bảo cho chúng ta là phải cố gắng chánh kỹ, tất nhiên là phải mình làm cho mình được trong sạch. Chánh kỹ dĩ giáo nhân giả thuận, mà thích kỹ dĩ giáo nhân giả nghịch, là mình chánh rồi mình nói người ta mới nghe, còn mình không chánh rồi đó hen là mình nói người ta có nghe. Cho nên đức thầy bảo cho chúng ta phải chánh kỹ quá nhân, mà mình đã chánh kỹ rồi thì trong khi đó là mình mới nói người ta coi như là theo phần lần đó mình mới được, phải không? Đó tất nhiên là đức thầy mới bảo cho chúng ta coi như là mình phải thể hiện mình làm gương mẫu, không? Cho nên mình tiến tới cho người cùng tiến tới, mình thành công cho kẻ khác noi gương, mình dậm chân hành đạo mãi lương khương mình gian dở thì người trong giàu nản chí sao? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải làm gương mẫu, mà làm gương mẫu tất nhiên là chúng ta phải chánh kỹ qua nhân, rồi mãn lo tìm kiếm thất quần. Hằng ngày chúng ta coi như là không chịu lo tu, không chịu hành đạo, không chịu theo lời đức thầy chỉ dạy, mà nghe chỗ này có danh chỗ kia có tiếng, bắt đầu trong khi đó chúng ta chạy theo mà mãn lo tìm kiếm thất quần vậy thôi. Giống như câu hồi nãy quan trường miệng nói danh danh vậy đó, mãn lo tìm kiếm thất quần, miễn sao có chức lớn chức nhỏ vậy có chức được hả? Không, nhưng mà chức nào vậy cũng vậy, quan nhất thời mà dân giảng đại. Bây giờ tôi nói cùng với quý vị, không có chức nào mà bền bằng cái chức giáo vậy. Mà chức giáo đó gì là giáo chức, mà giáo chức là dứt cháo, là ăn cháo đó. Ăn cháo đi đó một tuần, mình đi bữa nào cũng đi vậy đó, mình làm từng mình đi ăn cháo vậy là cái chức này nó bền. Không, không có chức nào bằng cái chức này, phải không nhanh? Chức này bền nó thấy đó. Vì vậy cho nên mãn lo tìm kiếm thức hoàn thất kỳ vọng tưởng, là hết trong thời kỳ rồi, mình mong mỏi là mình vọng tưởng, mà cái vọng tưởng của mình á, trong khi đó mình phái những tước vụ rồi mình lánh trơn đường lành. Tất nhiên là cái con đường lành chánh trơn của đức thầy mà không chịu noi theo, mà không chịu noi theo con đường lành, mà cứ chạy theo cái con đường danh vọng, mà con đường danh vọng rồi thì trong khi đó là không còn được tồn tại. Danh mà chẳng danh là chánh đạo, lợi mà không lợi háo mới trơn, sát phàm phu mà giả thánh nhân, ở trong tục như lòng tài ngoại. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao đúng theo con đường đức thầy đã chỉ dạy, là chúng ta tu một mực thôi, không độ chí, không độ hướng và không ham danh lợi gì hết, thì bây giờ cái cuộc đời chúng ta mới được thanh thản, phải không? Thưa cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ trong bốn câu của đồng đạo tí nêu lên, nó đúng lý ra chúng tôi trình bày nó còn nhiều cái tình tiết lắm, nhưng mà cái thời gian coi như là nó cũng gần hết rồi. Thôi thì bây giờ một lần nữa là chúng tôi coi như là xin chân thành tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm, quý vị mình coi như là ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và trên tinh thần Phật Pháp này, chúng ta đang tu đây là đang giữ đạo chờ thầy, đang coi như hành đạo đây là trong một ngày nào thầy trở về để điểm đạo cho chúng ta cô bác anh em chư đồng đạo. Vậy thì chúng ta muốn được đức thầy điểm đạo thì chúng ta phải giữ cái đạo cho nó coi như là có một cái chí hướng cho nó bền, đừng bỏ cuộc, phải không? Có nhiều người trông thầy, có nhiều người mong đợi, mà trong thời gian thầy không về nẫu thương nam nữ cả già, trong thầy lâu quá sinh ra nản lòng, bàn thông thiên dán hương nồng của quyền bàn Phật càng trong lạnh lùng, để cho mèo đóng đầy chung lư hương lũng xét bàn chồng rửa nghiêng. Người gần cho đến kẻ xa sự tu nay đã lơ là phần đông, nước nấm mèo hương nồng dán khói hương, mà trai không ăn giảng gối không xem, nhiều ông trở lại xem mềm, mà nhiều bà trở lại khi thèm trầu cao nữa chứ, thấy không? Cái chỗ này mình trông thầy lâu quá rồi, trong khi đó mà thầy không trở về bắt đầu mình bỏ cuộc. Vậy thì bây giờ chúng ta phải giữ chí nghe, giữ chí gì? Bây giờ chúng ta hãy cố gắng giữ chí, tất nhiên là chúng ta trong một ngày mà đức thầy trở lại, mà đức thầy cho chúng ta biết ngài vô tư cũng đà lố bóng rồi, cớ sao đời còn mãn say xưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thừa mà ngài lập hậu ta vinh nhìn quê. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta trông đợi thầy gìn giữ đạo để chờ ngài mà thầy trở lại, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng làm
dù cho lăn lóc ráng kiên trì, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan và chớ này vàng đá bao quen cơn nước lửa, chị thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai thiên địa tận hoàng, gom một mối phàm trần vạn kiếp, kiến bồng lai của bác anh em dùng đạo. Và kính thưa chư quý vị, suốt trên dưới thời gian 2 tiếng đồng hồ chúng tôi trao đổi giáo lý cũng như đồng đạo dụng, và tất cả chư quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp trong ngày chánh lễ kỷ niệm, chúng tôi tin tưởng rằng trong ngày chánh lễ kỷ niệm này quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp và chúng tôi trao đổi giáo lý chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên công đức. Nếu như có điều kiện có phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung tất cả đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức hào hướng cho pháp giới chúng sinh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thới, cầu nguyện cho cửa quyền thất tổ, cầu nguyện hơn linh người quá giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ơn trên hồng ân tam bảo lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được khỏe, tâm được an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và cố gắng tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình để sau này đức tôn sư trở lại, tất cả chư quý vị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được gặp thầy trong ngày long qua đại hội tần dân thánh đức lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.